COVID-19 ảnh hưởng tới thai nhi thế nào? Trong bối cảnh đại dịch COVID đang diễn biến vô cùng phức tạp thì những đối tượng cần được bảo vệ lại rất dễ bị ảnh hưởng từ tác động tiêu cực của đại dịch. Trong số đó, phụ nữ mang thai và thai nhi luôn cần được chú trọng đặc biệt. 1. COVID-19 có lây truyền cho thai nhi. Các bằng chứng khoa học chỉ ra rằng tác nhân gây bệnh của COVID-19 dường như vượt qua cả hàng rào nhau thai và hàng rào máu não. Việc lây nhiễm trực tiếp COVID có thể xảy ra nhưng vẫn còn phải được xác nhận. Trong quá trình phát triển phôi thai, sức khỏe của các tế bào gốc này là rất quan trọng. Khi các tế bào này trải qua quá trình hình thành cơ quan, bất kỳ sự thay đổi chức năng nào trong các tế bào phôi sớm do nhiễm virus đều có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh bất lợi. 2. COVID-19 ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Biến chứng thường gặp nhất là dị tật ống thần kinh thai nhi, với dị tật phổ biến và nghiêm trọng nhất của tủy sống hoặc não, phát triển trong vòng 6 tuần của thai kỳ với tỷ lệ 1 trên 1.000 trẻ sơ sinh trên toàn thế giới và gây ra các biến chứng thần kinh suốt đời. Do virus có thể xâm nhập vào nhau thai và hệ thần kinh nên bản thân virus có thể có một số tác động xấu đến cơ chế bệnh sinh của các dị tật thần kinh thai nhi. Ngoài ra, một yếu tố có thể ảnh hưởng là sốt cao trong 3 tháng đầu thai kỳ cũng có thể gây ra những dị tật cho thai nhi. Tuy nhiên, dị tật ống thần kinh này hoàn toàn có thể tầm soát bằng siêu âm tại đầu quý 2 thai kỳ, do đó việc thăm khám thai định kỳ là vô cùng quan trọng. Một số tác động khác của SARS-CoV-2 có thể kể đến bao gồm suy thai, thai chết lưu, tử vong sơ sinh và ngạt sơ sinh. Mặc dù các trường hợp sinh non với cân nặng sơ sinh thấp đáng kể và nhiều trẻ sơ sinh bị suy thai trong tử cung và các hội chứng suy hô hấp. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã tiết lộ khả năng COVID-19 gây ra những thay đổi tổng thể đến nhau thai. Các bất thường về mạch máu xảy ra ở nhau thai của những bà mẹ bị nhiễm bệnh bao gồm dị tật mạch máu thai nhi và dị tật ở 50% các trường hợp mang thai.